À, chú là người tốt này, không sợ đâu. Cô cháu không cho ai vào nhà. À, không sợ. Cô đi rồi này, chú lấy này cho cô. Đi cô về ở cô nhé, phải chú đưa cho cô nhé. À, chú chân gì đấy? Được rồi, mà cô có biết nhé. Ngu chứ. Có hình nha. Con thấy đỡ hơn chưa? Con thấy đỡ rồi. Tí nữa cô cháu mình đi bán lá nhỉ? Vâng. Tí nữa con muốn ăn gì? Con muốn ăn kem. Ừ, thế thì được. Đi cô mua kem thôi. Xinh rồi đấy. Nắng lắm, không mặc lắm rồi. Cất cái này đi nhé. Vâng, để đấy, để anh xem, mua cho. Không phải đếm.
con thích đi chơi như các bạn ạ. Con ở nhà nhé, cô đi lấy cây làm chuột vịt cho con đi với. Con còn ở nhà đi, con mới phải uống nhé. Vâng. Cô đi một tí cô. Con ở nhà không được đi đâu nhé, đóng cửa vào nhé. Vâng. Chú là ai đấy, sao lại để cửa nhà cháu? À, chú là người tốt thôi, không sợ đâu. Cô cháu bảo không cho ai vào nhà. À, không sợ đâu. Cô đi đâu rồi này, chú lấy này cho cô. Tí cô về bảo cô nhá, bảo chú đưa cho cô nhá. À, thì chú tên gì á? Có trứng có gạo, thế là chưa lên có trứng với gạo ăn rồi. Trứng. Có thêm nữa này.
trứng với cả gạo cô này. Ơ chú nào nhỉ? Con hỏi tên chú nhưng mà chú không nói. Đây mà. Đây. Cái cục này bê lên. Nắng lắm, qua đây đi, về đi. Tạnh mưa rồi mình đi làm chuẩn bị đi con ơi. Ô cái này là làm gì đấy? Để chỗ dấn nước ấy, để tắm này. Con đi với cho cô.
Con rửa tay đi. Còn khăn nữa. Con ơi, mình được trứng với cơm ăn. Yeah, để ăn trứng với cơm rồi. Bắt cho bạn.
Con quả thôi, lên để buổi tối. Con đói chưa? Chị chín như cô chưa? Chị đã. Chín chín rồi con ơi. Chín chín rồi. Chín ngon. Trứng được cô ơi, trứng ngon quá. Đây còn một quả. Cô ăn trứng đấy. Cô ăn. Con ăn đi. Ngon nhỉ. Cô ơi, trứng ngon quá. Con chấm vào đây này, ngon. Nắng rồi, mình đi tắm đi con ơi. Xong tiện mang quần áo đi giặt luôn. Con biết bơi không? Không. Cô dạy con bơi. Bơi đi. Bơi chỗ này. Bơi. Con này có ăn được không? Không, không ăn được đâu. Con không ăn được. Con tắm đi. Tắm một lúc mình về. Con ơi. Con đi lấy dầu gội để cho cô hộ con đi gội đầu. Để cô bế.
Nhắm mắt vào. Sớm không? Sớm. Nắng quá rồi mình đi giặt quần áo xong mình đi tìm xem. Cô sao đấy? Cô mệt lắm. Chắc cô bị ốm. Thế bây giờ con phải làm thế nào? Không sao, cô nằm một tí, cô khỏi. Để con đi về phân bắt cho cô. Thank you.
cháu bị sao đấy? Cô cháu bị ốm. Cháu ơi, cháu ơi, cháu bị sao đấy? Bà. Bà đến chơi à? Vâng. Bà lâu lắm, từ cháu làm cái nhà này bà chưa đến chơi với cháu. Hôm nay mới đến lại, cháu lại bị ốm. Chắc hôm qua dập mưa. Thế cháu có thuốc chưa? Chưa bà. Yeah, thế nhà bà có thuốc để bà về nhà lấy thuốc cho cháu nhé. Vâng. Thế bé ở đây trông mẹ nhé, à trông cô nhé. Vâng. Cô bà cụ đi về lấy thuốc cho nhé, cho cô nhé. Thế cháu cảm ơn bà nhé. Vâng. Cô nằm xuống đợi bà cụ lấy thuốc đi uống. Đi cùng với cô. Ba. Cháu đi lấy nước về cho cô uống thuốc đi. Được. Đó cô dậy uống thuốc. Cảm ơn bà quá, tiền thuốc của cháu hết bao nhiêu rồi? Ơi, thuốc của nhà bà hôm nọ bà mua về, bà uống không hết được, bây giờ bà không lấy tiền của cháu đâu. Vâng. Cháu bị ốm thì bà mang về cho cháu uống thôi. Vâng, thế cháu cảm ơn bà nhiều. Bà không biết bà bảo đến chơi với cháu, cháu lại bị ốm, bà mang cái quả mít ở để dưới kia, mang về cho cháu để dưới kia. Vâng, thế cháu cảm ơn bà. Thế đứa trẻ này là ai? Đứa trẻ này bị bỏ rơi, hôm nọ lặng vào nhà cháu, cháu bảo ở cùng với cháu luôn. Thế à? Nó đáng thương lắm bạn. Ừ, nhìn thấy đáng thương nhà bé nhà. Ngoan lắm. Ừ, thế thôi nhé, bà về nhé. Bà về tối rồi, bà về cho gà ăn nè. Thế hôm nào bà lại đến chơi với cháu nhé. Thế cháu ở nhà trông cô nhé, bà cụ đi về nhé. Thank you.
cô thấy đỡ hơn chưa? Ừ, cô thấy đỡ hơn. Con đang nấu cháo cho cô ăn. Ừ. Có thể ăn cháo gì? Ăn đi. Để cô tự ăn. Con cũng đi lấy ăn đi. Cô ơi, con nào cháo có ngon không? Ừ, ngon. Cô không ăn nhậu rồi, con mang đi hộp cô cất nhé. Thôi cô, ô cô ốm, cô cố gắng ăn đi. Rồi cô không ăn được, con cứ ăn. Vâng. Để con mang đi cất. Cô thấy đỡ chưa? Ừ, cô đỡ hơn rồi. Tí nữa cô cháu mình đi mua vịt về thả nhỉ. Vâng. Áo con ướt rồi. Đi thay bộ khác xong mình đi nhỉ. Vâng. Chị ơi, có nhà không? Có. Nghe người ta bảo chị có. Vâng, có cả vịt con với lại vịt to, vịt thịt. Em vào xem. Được, vào đi. Vịt. Em ơi, nhà chị giờ còn bằng này con vịt thôi. Em sẽ bắt được con nào thì em bắt. Chắc hai em ạ.
Đi làm thuê không? Có, làm việc gì vậy chị? Đi phát cỏ lá giang. Ừ. Sáng mai đi à? Ừ, nếu mà em đi sáng mai đi. Ừ. Thế tiền công là thế nào? Em cứ đi xem thế nào thì tiền thì mai em cứ ra bên kia đợi chị nhé. Vâng. Thôi chị đi chỉ cho. Chị nhé, chị đi về. Ừ. Con ơi, dậy chuẩn bị với cô đi làm đi. Con ơi, con đi mặc quần áo vào đi. Cô gói cơm mang đi nương, mình đi làm cả ngày. Xong rồi cô. Ừ. Cái nón nữa đây nương của chị đây, toàn bộ ở đây. Em chỉ cần cắt cái gốc cây của nó. Em làm với bà mẹ thì cho em xin hai trăm nhé. Bây giờ thì em cứ cắt nhé. Chị đi về trước các chị có việc, chị đi về sau. Cô để đồ ở đây, con ở đây nhé. Con ngồi đợi chị. Ngồi đây.
con cầm nước sang bên kia ngồi chờ cô một lát nhé. Vâng, cô làm một lát cô xuống. Con ơi, kiến vào hết cơm rồi, không nên ăn rồi. Phun nhỉ nghe ra rồi, hả tao phun nhỉ ra rồi. Ừ, phun nhỉ nó, phun có ta nghe, ta về in on phun nhàn ha. Hàng ta để hàng số liếm bên nhàn. Diễn xuyên một cái như mình nhá, không ăn như phải tốn thôi, có như phải tốt. Mày phun có đâu, mày phun có đâu. Ấy, mày có cả, như mà cả. Như phun với bên hàng mình ta để hàng rượu bia liếm bên nhàn mà tao qua phun can. Tại thiết xe hay thiết xe tài lo vết điện đòi hả? Một phun có cùng kinh á? Ừ, như phun có đua liền á. Ừ, có nào không thỏ, như phun một phun thỏ qua, có một phun thỏ. Có nào một phun gòn to đàn đòi ruộng á, có trả khu liền một phun hả nhé? Nó phun như phun thô à, trong bãi ô. Ừ, mà này đâu. Có một phun cứ gì đó.
con đen hết. Con đen hơn. Của con đen hơn. Của cô đen hơn. Làm ác thế này em nè. Ừ, con gốc này là xong rồi chị. Đây, như thế này được chưa chị? Ừ, thế này cũng được. Em ơi, con cho chị gửi tiền này. Vâng. Em cảm ơn nhé. Vâng. Này, cho 2.000 quả vô kem này. Con xin bác đi. Ừ. Đi, đi về đi. Ừ, con đi về đi.
săn về. Vào nhà uống nước á. Ừ. Thì anh cho anh xin bát nước nhé. Con này không nhịn đồ của chú lên nhà đi con. Con này lấy gì nước cho chú uống đi. Hai cô cháu ăn cơm chưa? Chưa. Đang chuẩn bị. À, ăn món gì đấy? Ăn rau dứa. À. Cái nồi kia đang đun cái gì đấy? À, nồi này đun nước tắm thôi. À, sôi chưa? Sôi. À, thế là cho anh mổ con gà rừng đây xong là anh cho hai mẹ con một tí. À thôi thôi anh cứ mang về đi. Thưa anh, một mình ăn không hết đâu. Thế thì tiền anh quá. Không có gì đâu, anh một mình cũng không ăn được hết đâu. Thì lấy nước về đây anh làm luôn. Cháu ơi, lên đèn về soi chú làm đông. Chú đi săn ở trên đồi. Đây anh chặt một nửa cho hai mẹ con đây, còn một nửa anh mang về. Thế anh ở lại ăn cơm với cô cháu nhà em đã. Thôi anh không ở được đâu, tối rồi anh về cho lượng ăn. Thế em cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi không có gì đâu. Em cảm ơn anh nhé. Rồi hai mẹ con nấu ăn đi nhé. Ừ, chú về nhé. Anh về à? Ừ, anh về. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Được, không có gì đâu. Cô ơi, sao chú kia tốt thế? À, chắc chú kia thấy cảnh hai cô cháu mình khổ quá. Chú kia là người tốt đấy. Nọ cô bị đuối nước, chú cứu cô đấy. Cô ơi, chín chưa? Ừ, chín rồi đấy, chuẩn bị ăn cơm thôi. Con đi lấy bát để ăn cơm nhé. Con ăn nhiều à? Con ăn thịt đi. Con ăn. Ôi, nhà chú kia ở đâu đấy? Con cũng không biết, không lọ nghe chú bảo nhà chú ở trên. Chú tốt với con lắm à? Chưa bao giờ được ăn món này ngon như thế này. Ừ, hôm nào mình khác đi mua gà về nuôi
con to về được ăn thịt rồi nhỉ? Con ơi, đóng cửa thay quần áo xong đi ngủ đi. Con ơi, mình đi tìm bắt cá đi.
ra chú mắt. Con ơi, chỗ này chắc có cá đấy, mình tắt chỗ này đi. Ôi, 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 ôi,
lấy xô về được ít. Ui cá to quá cô ơi. Sướng quá nhỉ. Ừ, thích quá. Cá này to thế. Cái gì đây cô ơi? Không biết. Ui. Cá to quá. Tới nên mình được một đĩa ngon rồi. Để cô xuống xem còn con nào. Con đứa ở đấy chơi. Con ơi lên nhà thay quần áo đi. Con ở nhà nhé.
thì cô mang cá lên bữa. Con ơi, lấy bần lửa về cho cô. Mình nướng cá ở ngoài này thôi nhỉ. Cô ơi, chín chưa? Chưa, đợi một tí đã. Đói chưa con? Đói rồi. Cố đợi một tí đã nhé. Con ra ngoài xem cá đi, để cửa hàng kia. Lấy bát đi cho cô, lấy cơm, lấy đũa, lấy đũa đi, bắt cơm. Con ăn đi. Con ăn đi. Được, con ăn đi. Con ăn sáng. Ngon nhỉ? Ngon. Ngon rất nhỉ. Ăn đi. Ăn nhiều vào mới khỏe nhé. Con đi. Cố ăn đi. Con này. Bánh này.
ô tô có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô có cắt được các loại chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Con gà đi thả. Vâng, con tự áo đấy. Bao nhiêu con gà đấy? Chắc 10 con thôi cháu. Thank you.
con ơi, ra đây ăn quả ăn bánh đi. Ăn bánh chưa? Cô bóc xong. Cô không ăn đi. Con lấy quả vào đây ăn. Ngon quá rồi. Bóc như thế này này. Cô ăn đi. Mình đi lấy cây làm nhà tắm đi. Để áo mặc vào nhiều muối. Cháu ở đây làm gì đấy? Cháu ở đây, cô cháu đi lấy cây. À, đi lấy trong kia à? Chú đi đâu về đấy? À, chú đi đặt lưới về.
có được con nào không? Chưa được con nào, vừa đi đặt thôi. Cháu với chú ra kia ngồi mát đợi cô đi. Cháu tên là gì đấy? Cháu tên là Uyên. À, được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay cháu 7 tuổi. À, cháu đi học chưa? Thế chú tên là gì? À, chú tên là Hùng. Thế mà hôm nọ cháu hỏi, chú không nói. À, họ chú quên chưa trả lời. Cháu ở đây đợi cô lâu chưa? Cháu ở đây đợi cô lâu một lúc rồi. Chắc cô sắp xuống rồi nhỉ? Cô cháu về làm gì ạ? Anh đi đâu đây anh? À, anh đi đặt mấy về. Em lấy cây làm gì đấy? À, em lấy cây để làm cái nhà tắm. À, thế anh đi lâu chưa? Anh vừa đi về. Thế em lấy đủ cây chưa? Vâng, em lấy đủ rồi. Ê, thế đi về chưa? Vâng, em đi về đi. Thế cho anh bác Hùng một cây. À, thế thôi, hai cây thì bác em sắp bác được. Thế nào anh cũng không cầm cái gì đâu, anh Hùng bác một cây. Đây, có hộ chú cầm bẫy này. Đây để cho anh hộ cây này. Mệt không cháu? Cây để đâu đấy? Ừ. Con này rót nước cho chú uống đi. Ừ, chú xin nhé. Con không uống, chú lấy cho nhé. Ừ. Em đi làm gì cứ đi làm đi. Ừ, thế anh ngồi đây chơi với cháu nhé. Ừ. Cháu ngồi đây chú đi xem cô làm cái gì nhé. Em đây làm cái gì đấy? Đấy ngồi cho. Anh cứ đi ngồi đi. Rồi anh cũng không có việc gì để anh hộ làm đâu. Thế để anh hộ làm nhé. Hôm nay là nào anh cũng rỗi. Thế anh hộ em đi chặt mấy tàu lá cọ nhé. Rồi để anh bảo cháu dẫn anh đi chặt. Ừ. Con ơi đi với chú đi lấy lá cọ nhé. Vâng. Đi, đi chú đi lấy lá cọ đi. Đây đi. Ở đây ngồi đợi chú nhé.
nhá. Về cháu ơi. Đi trước đi. Anh thế anh. Ừ. Em làm sao xong chưa? Ừ, em đang bảo lập nhưng mà không biết lập cái gì. Thế là anh hộ lập nhé. Em có mệt không? Không. Em có mệt không? Bình thường, không sao. Nghỉ thôi, nắng lắm. Rồi. Muộn lắm. À, thế anh ở đây ăn cơm với cô cháu em nhé. Ừ. Thế có rau gì chưa? À, chưa, tí nữa em đi hái rau rừng. Thế để anh về bắt mấy con cá nhà anh xong là sang nấu ăn cùng nhé. Cô ơi, cô cho cháu đi bắt cá với chú nhé. Ừ. Chú ơi, cho cháu đi với. Ừ, đi, đi với chú. Con ơi, nắng qua lấy cái mũ đi đội này. Vâng. Anh lấy cái nón này cho chú. Đến rồi. Đi. Đây là chú kìa. Đây nhà chú đây. Đi vào nhà đi. Cháu có khát nước không? Thế cháu cứ ngồi đây đợi chú lấy đồ nhé. Thế chú ở một mình đây à? Ừ, chú ở đây một mình. Đợi chú lấy trà cho con cá nhé. Cháu ngồi đây mát đợi tí nhé. Đây. Ui, cá đấy. Ui, giỏ phải đựng cá.
Bắt được không? Cháu mía cháu này. Chú ơi đi đi. Để chú lấy tí gạo đi ạ. Cả bé thôi. Ôi, chúng cho cháu cái mía. À, có ăn không? Được cá nhiều phết này. Còn cả bé. Thôi anh cho ít gạo này, cất đi. Anh cho cả gạo em à? Em cảm ơn nhé. Anh tốt với em quá. Cháu ơi, lấy cái rổ cho chú đi mổ cá. Vâng. Xong rồi. Thế anh lên nhà ngồi chờ một tí. Con ơi, đi lấy bát cho cô xoáy cơm. Chị, làm phiền em quá. Con đi đâu, anh còn giúp em nhiều hơn. Cho ăn đi. Cho cảm ơn chú. Lấy ăn đi. Anh có ăn đi. Ăn sẵn đi. Anh ăn cá đi. Mm-hmm.
ăn cá đi. Cô không ăn cá đi. Chú ăn cá. Cho ăn cá đi. Em ăn cá đi. Em xin. Anh cho ăn đi. Thôi anh không ăn nữa, anh ăn no rồi. Anh ăn đi còn nhiều mà. Thôi anh ăn thế thôi. Ăn một bát nữa. Thôi anh ăn đủ rồi. Không phải để phân đâu mà, còn cơm nhiều. Đấy, hai cô cháu ăn đi, anh no rồi. Chú ăn đi. Chú ăn no rồi. Nói cháu ăn nhé. À, cô ơi để cháu đi rửa. Cháu đi. Ăn cơm xong anh đi test nhé. Thế anh về luôn à? Ừ, anh về luôn. Hôm nào đi làm cái gì đi qua đi lại vào nhà em thôi. Rồi, anh cho em bữa cơm nhé. Vâng. Hôm nào làm cái gì thì cứ bảo anh hộ nhé. Vâng. Không phải ngại đâu nhé. Em cảm ơn anh nhé. Có rửa bát nhé, chú đi về đây. Vâng, hôm nào chú lại sang chơi nhé. Rồi, hôm nào sang bên kia chơi với chú nhé. Vâng.
Con đi lấy dao cho các con. Con về đây cho cô rồi. Con làm thế này nhé. Lấy cây cắm xuống con làm cho cô xem. Biết cắm chưa? Cắm nhựa này. Thank you.
con ở nhà nhé, cô đi lấy măng. Cho con đi với. Con không đi được đi. Con ở nhà tí nữa hộ cô cho gà cho vịt ăn nhé. Giật hết cả mình. Đi đâu anh? Anh đi tìm bẫy. Được, có tao không? Em đi đâu đấy? Em đi tìm măng mà, anh biết chỗ nào có măng. Hôm nọ anh đặt bẫy ở trên kia, anh thấy trên kia có nhiều đấy. Thế là anh... giờ anh còn đi không? Có, anh cũng lên trên đấy. Thế anh dẫn em đi tìm nhé. Thế đi xem nào. Thế anh đặt bẫy ở trên đấy Anh đặt ở trên kia. Anh thấy ở trên này có nhiều đấy. Em bóc nhé, để anh lấy cho. Đường biết em về đây bác hộ anh đây. Em bóc đi, anh không biết bóc. Anh chưa bóc bao giờ à? Anh không biết bóc, em bóc rồi. Bóc nhé, anh tâm kia tìm nhé. Anh ơi. Ơi. Anh ơi xuống đi. Để anh bẻ nốt mấy củ này xong anh xuống. Vâng, thế anh bẻ xong anh xuống luôn nhá. Nhiều muối á.
được ít. Cao hết rồi. Cao hết rồi. Em lấy măng làm gì nhiều thế? À, em lấy măng đi bán cho. À, anh mới bóc, em bóc của anh, anh đi tìm cho. À. Đi tìm xa không anh? Ở đây. Em gọi anh bóc nhé. Anh thấy con gì ở trên này chui vào lỗ? À, chắc là con rúi rồi nhỉ. Thế em ở đây bóc nhé, anh đi về lấy cuốc với sẻng về đào. Em đi về lấy. À, thế em cứ ở đây bóc hộ anh đi. Anh đi về. Em cứ ở đây bóc nhé. Anh đi xem con gì đã nhé. Thế cho em đi xem với. Cho em hộ cầm cái chùm bông. Ừ, thế cầm rồi. Ở đây em ơi, thế em hộ anh phát đi. Rồi. Anh đào. Thế anh thấy nó vào đây. Anh thấy nó vào đây. Không biết nó còn ở đây không? Đi không anh? Ui, sâu lắm, chắc không đào được. Anh thử đào xem nào. Chắc lấy bấy về đạp thôi nhỉ? Ừ, em đi lấy bấy cho anh. Thấy chưa anh? Ui, sâu lắm em ơi. Sâu lắm nhỉ? Đây, bấy này. Ơ, cô. Ơ, chú muốn đi với cô à? À, chú đi gặp mấy ở trên thấy xong là cùng nó về. Thế anh về đây. À, anh lấy mang này ăn đi. À thế để anh lấy hai quả củ cho em. Lấy nhiều. Lấy nhiều. Lấy nhé. Thôi lấy ít thôi, anh lấy bông này đi. Ít thế, em lấy đi bán đi. Lấy đi, anh lấy. Đây. Anh lấy bông này đủ rồi. Thôi chú đi về đây. Vâng. Con này lấy cây vừa. Bán nào con thích mua cái gì? Một
kia này. Chúng tôi còn phải mua hạt giống rau về đây nữa. Để có rau ăn hết này. Con ở đây trông lửa nhé, cô đi tắm một tí. Ăn chín đi con, chưa? Đợi một tí ạ. Chín đi con. Ui chín như để cô gắp ra tí nữa mang đi. Để nó phân ăn cô. Để hai bạn. Nhẹ quá cô. Ui cô cho con ăn một cái nhá. Ừ con lấy. Măng ngon lắm cô ơi. Ừ, còn he không con ơi. Cô để buộc cái này bán bao nhiêu tiền đấy? 5-6 nghìn một bó. Ừ. Cái này nó
hay bỏ ra để tối mình ăn. Đây cô, cô bỏ đi. Thank you.
phải mẹ của con đâu, con nhầm rồi. Sao đây con? Sao đây con? Con chẳng biết con đâu mà chưa mang ra phải. Mẹ của con đâu? Đi với cô nhé. Ở với cô mà. Đi về với cô. Về nhà con. Một tí nữa mình chồng. Ôi đi, mình biết. Con nhặt rau nhé. Ôi đi nhóm đi. Con đi lấy đũa về. Ngon không con? Nó con cô thử. Con ăn không con? Con để cô lấy.